không dùng hiện quán đắc những pháp khác mà quán trí nhất thiết trí, cũng không dùng hiện quán bất đắc mà quán trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì phạm trí thắng quân này không thấy trí nhất thiết trí là bị quán, không thấy bát nhã là năng quán, không thấy người quán, không thấy chỗ y cứ để quán, và không thấy lúc khởi quán. Phạm trí thắng quân này chẳng ở trong sắc thọ tưởng hành thức mà quán trí nhất thiết trí, chẳng ở ngoài sắc thọ tưởng hành thức mà quán trí nhất thiết trí, chẳng ở trong ngoài sắc thọ tưởng hành thức mà quán trí nhất thiết trí, cũng chẳng phải lìa sắc thọ tưởng hành thức quán trí nhất thiết trí, cho đến chẳng phải ở trong tất cả môn đà la ni môn tam ma địa mà quán trí nhất thiết trí, chẳng phải ở ngoài tất cả môn đà la ni môn tam ma địa mà quán trí nhất thiết trí, chẳng phải ở trong ngoài tất cả môn đà la ni môn tam ma địa mà quán trí nhất thiết trí, cũng chẳng phải lìa tất cả môn đà la ni môn tam ma địa mà quán trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì hoặc là bên trong hoặc là bên ngoài, hoặc bên trong bên ngoài, hoặc lìa bên trong bên ngoài, tất cả đều không bất khả đắc. Phạm trí thắng quân này do lìa các tướng môn như vậy nên đối với trí nhất thiết trí phát sanh lòng tin hiểu thâm sâu, do tin hiểu như vậy nên đối với tất cả pháp đều không chấp trước, vì thật tướng các pháp bất khả đắc. Như vậy phạm trí nhờ môn lìa tướng đối với trí nhất thiết trí được tin hiểu rồi, đối với tất cả pháp đều không chấp tướng, cũng không tư duy các pháp vô tướng, vì pháp tướng vô tướng đều bất khả đắc. Như vậy phạm trí do lực tháo giải đối với tất cả pháp không lấy không bỏ, vì trong pháp thật tướng không có lấy bỏ, bấy giờ phạm trí đó với sự tự tin hiểu của mình cho đến niết bàn cũng không chấp trước. Vì sao? Vì bản tánh tất cả pháp đều không, không thể nắm giữ. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng lại như vậy. Đối với tất cả pháp không có sự chấp trước nên có thể từ bờ này đến bờ kia. Nếu đối với các pháp có chấp trước một chút nào thì chẳng thể đến được bờ kia.